hello everyone các bạn có khỏe không và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học một cái bài nữa à, cái bài à, số bảy à, chúng ta sẽ học về à, nghề nghiệp hoặc về à, thông tin cá nhân của một con người à, thì à, chúng ta đã học được rất nhiều kiến thức rồi với kiến thức nó bổ sung cho kiến thức một tí à, các bạn sẽ à, các bạn học cái giáo trình này các bạn sẽ thấy là à, chúng ta sẽ không đi trực tiếp vào một cái lý thuyết <laughs> Chúng ta sẽ không đi trực tiếp vào một cái ngữ pháp mà chúng ta phải đi đường vòng để đi vào ngữ pháp để các bạn thể cảm thấy dễ hiểu và không cảm thấy nặng nề khi các bạn đón nhận một khối lượng ngữ pháp rất là khổng lồ. À, thì trong cái bài này chúng ta sẽ học về cái câu hỏi hỏi nghề nghiệp và chúng ta sẽ à, đã đưa qua à, cái hình thức phủ định, hình thức phủ định của động từ to be, hình thức phủ định của động từ to be. À, rồi à, chúng ta sẽ tóm gọn à, và nâng cấp trong cái bài số 8 thì bài này chúng ta sẽ học về câu hỏi nghề nghiệp trước à, trước khi học về câu hỏi nghề nghiệp chúng ta phải biết à, một số các nghề nghiệp à, một số các à, từ nói về nghề nghiệp trong tiếng anh đúng không ở à, đây cái phần vocabulary thì à, mình à, để dành cho các bạn một số cái từ về nghề nghiệp à, từ thứ nhất là police uh, police là cảnh sát uh, police là một cảnh sát đúng không police ấm um, ơ uh, ngắn và um, y dài uh police, police, police trong âm thứ hai các bạn nhé. Thế tiếp theo là từ officer, o ngắn, i ngắn, Ơ ngắn. Officer trong âm thứ nhất. Officer. Thế tiếp theo là âm Ơ dài của từ y tá, nurse, uh, Tiếp theo là một uh, từ sinh viên student từ này các bạn có lẽ đã biết rất quen rồi. Âm uh, u dài, âm Ơ ngắn này, student. Trọng âm nó rơi vào âm tiêu đó nên là ta phải đọc student tiếp theo là âm o ngắn cho từ shop một cái cửa hàng các bạn rất hay đi shopping đúng không shop cửa hàng đến một cái cửa hàng gọi là shop chúng ta sẽ có một người trợ lý nghề nghiệp là trợ lý thì ở shitten ở ở shitten ba âm ngắn đấy mà dễ mà đúng không Trọng âm thứ hai thì là shitten Uh, tiếp theo là taxi taxi thì nó là tiếng việt rồi đúng không các bạn có quen rồi taxi taxi ở đây ông um, e bẹt taxi là cái xe taxi và người lái uh, xe taxi gọi là drive ai ai à, âm ai drive drive là người là là cái việc lái xe tiếp theo là uh, business business là <laughs> Thì, thì từ business này nó là một cái từ mang cái tính chất là chỉ một công việc kinh doanh một công việc làm tự do một cái công việc mà uh, không phải là đi làm một công ty hay không phải là một cái công việc mà tức là một công việc tự chủ một công việc mà cái người đấy họ tự chủ họ họ làm chủ họ tự động họ họ làm chủ thì có gọi là cái công việc của họ ấy gọi là, gọi là cái uh, business của họ cái business của họ cái cái công việc mà không phải là đi làm công ty như là công nhân công nhân đó là một worker là một người công là một người công nhân nhưng đây là người đi làm một cái công việc thì gọi là một cái business một cái business đấy. À, từ này là business business các bạn nhé business 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 đấy. hai âm y ngắn mà tiếp theo là âm a e âm a e là nói về người đàn ông đôi khi là dịch chung nó là nghĩa con người À, thì chúng là những con người từ man từ man và khi ta ghép các bạn nhớ là khi ta ghép từ business với từ man ta sẽ có từ business man business man. business man có nghĩa là người làm nghề trong lĩnh vực kinh doanh các bạn nhớ nhá và business man là người làm việc trong lĩnh vực kinh doanh à, ghép hai từ này vào với nhau à, cũng như vậy ta có từ taxi và từ driver <laughs> và từ driver này, thì ta sẽ ghép từ driver với từ taxi sẽ thành người lái taxi Đấy, người làm nghề lái taxi uh, taxi driver uh, taxi driver tiếp theo là từ nghề nghiệp uh, job job khi hỏi ai người ta làm trong những nghề nghiệp gì đó ta có từ job và uh, đó là những cái từ mới chúng ta ngày hôm nay và ta sẽ cùng nhau đọc lại nhé thứ nào police police <laughs> police uh, tiếp theo là Uh, sĩ quan officer officer thường thì người ta sẽ khe ghép với từ uh, police và từ officer đánh nhau thành uh, a police officer là một cái người cảnh 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 sát sĩ quan là một cái người uh, công an công an viên bình thường một người công an viên để gọi là uh, police officer uh, người công an viên và công an viên ở xã hay là ở phường bạn có công an viên ấy. còn cái police thì nói về cảnh sát rồi à? À, còn cái, uh, nếu như ghép từ sĩ quan và từ police, đến <laughs> ra ghép từ cảnh sát sĩ quan vào với nhau, thì ta có từ cảnh sát sĩ quan là một công an viên, à, police uh, officer là một công an viên, các bạn có thể thích nốt ở đấy, alert, alert là y tá và thường nhắc về người nữ thôi, à, a student, student, a shop, a citizen, a taxi, Driver Business Business Man Dope Police Officer Police Officer Alert Student Shop A Satan Taxi Arrival Business Man Business man. do các bạn nhớ cái từ do này nhá cái từ ơ u b đó thì cái từ này là giờ rất mạnh do đấy thì uh, cái câu hỏi nghề nghiệp chúng ta sẽ dùng cái từ này à, khi ta hỏi uh, nghề nghiệp thì ta sẽ hỏi dùng từ what ta biết từ what là cái gì đúng không thì ta hỏi là nghề nghiệp là cái gì đúng không thì đây là ta sẽ hỏi cái câu này là what is her job what is her job ở đây viết tắt là what Uh, what phải chữ s đúng không what phải chữ s uh, what her job Như ta sẽ nhớ là nó sẽ nhớ là what her job what her job yeah what her job what her job uh, thì câu trả lời là She is a nurse. Nối âm là She is a nurse. Có nghĩa là cô ấy là một y tá. Và đấy là thầy khẳng định và thầy phủ định người ta cho thêm một từ not, từ not viết là, là OT này. Từ not là OT này ta sẽ phủ định là he is not He is not alert Tức là cô ấy không phải là một y tá Cô ấy không phải là một y tá Thì cái thể viết tắt của nó sẽ là She is alert à, She isn't alert Thì ta sẽ biết rằng e not đúng không? e not sẽ bằng isn't e not sẽ bằng isn't Điều này rất đơn giản trong cái Phần ngữ pháp này Thì các bạn có thể chép cái phần ngữ pháp này vào Và các bạn sẽ hiểu nó ngay thôi để hỏi một cái nghề nghiệp của ai đó thì ta sẽ dùng từ was Uh, what is đúng không? what is her job uh, nghề nghiệp của cô ấy hoặc là người nghiệp của anh ấy thì nó sẽ dùng là what what his job hoặc là what is his job <laughs> what is his job nha yeah. uh, what is her job và what is his job là nghề nghiệp của anh ấy hay nghiệp của cô ấy là gì đó đấy là cái uh, câu hỏi của chúng ta và khi trả lời chúng ta thì gọi là she is hoặc là he is đúng không Đấy. CE hoặc là CE để phủ định người ta thêm chữ not vào đằng sau đúng không? Thế thì chúng ta sẽ ôn lại một chút cái bài lần trước đó là ta có ai đi với em đúng không? ai <laughs> đi với em thì bằng am viết tắt là am đúng không? thì ai đi với em mà đi với not nữa tức là phủ định tôi không phải tôi không phải là cái gì đó thì tôi sẽ là am not đúng không? am not am not là viết tắt của I AM not đấy Tương tự như vậy, ta có you đi với are đúng không, you luôn đi với are, đi với you và you thì viết tắt là you ở Thì tương tự như vậy, ta có you are, viết tắt là you ở Đúng không, viết tắt là you are, you are, you are viết tắt là you are, các bạn nên chép khi chép này lại nhé Thì you are not, you are not sẽ bằng you aren't You aren't Viết a are và thêm chữ n t phải Và đọc là you aren't You aren't à, Ta có Is uh, not ta có is đúng không thì viết tắt là chữ s thôi viết à, s thôi và khi is đi với not ta sẽ có isn't isn't đúng không nhưng mà khi nhưng mà khi sang khi sang i am thì ta có am not nhưng khi sang you are not thì ta có you aren't you aren't you aren't tức là không phải không phải tôi không phải hay là bạn không phải you aren't là bạn không phải đó thì câu hỏi ở đây nó sẽ có là what is my job what is my job what is my job, is my job? Uh, thì nghề nghiệp của tôi là cái gì uh, what is my job what is my job uh, nghề nghiệp của tôi là cái gì uh, để hỏi như vậy thì trước tôi nói là I am I am student uh, tôi là một học sinh em một sinh viên I am student I am student nhưng mà uh, nếu tôi không phải là một sinh viên tôi sẽ trả lời là I am not student hoặc là I am not student đúng không thì uh, hỏi là Uh, what is your job? <laughs> Nếu hỏi là what is your job, uh, ta hỏi là what is your job thì cái người thì sẽ hỏi là nghề nghiệp của bạn là cái gì. Thì cái người đấy chính là họ là tôi mà thì họ phải xưng tôi là họ sẽ là, là ai đúng không? I am hoặc I am not. Bạn nhớ như vậy nhé chứ không phải là khi mà họ là khi họ trả lời thì họ là tôi đúng không? Họ là tôi, <laughs> họ phải xưng tôi mà họ xưng tôi họ phải xưng ai chứ họ không thể dùng you are, you are, you are not. You are, you are not là do chúng ta nói thôi. Chúng ta nói với họ thì chúng ta dùng you, nhưng khi họ nói với chúng ta họ phải dùng I đúng không? Đấy. khi ta ta gọi họ ta gọi họ là là ta xưng với họ là ta xưng ai, ta gọi họ là gọi you, họ cũng vậy, họ cũng xưng ai. Họ cũng xưng ai, họ cũng xưng, ai, họ, cũng xưng họ là ai và họ cũng gọi ta là you. Các bạn nhớ như vậy nha. You. Gọi người đối diện, người nói chuyện với tôi là you. you. Thì cái người đối diện với tôi họ cũng họ <laughs> họ cũng sẽ gọi chính họ là ai và họ gọi tôi là you Đấy, các bạn nhớ như vậy à, cái này hơi nó, nó hơi khó hiểu nhưng bạn cứ giao tiếp đúng không tôi nói chuyện bạn này bạn nói chuyện tôi này tôi nói chuyện bạn bạn nói chuyện tôi này nó như tiếng việt mà đúng không không có gì khó cả thì cái phần này <laughs> các bạn ghi chép vào để các bạn nhớ đây là một cái kiến thức uh, bài sau nó sẽ tổng hợp với các bạn thì uh, các bạn nhớ như vậy nhé is my <laughs> what is my job là các bạn tự hỏi, hỏi tự hỏi các bạn đúng không or what is your job <laughs> còn what is your job là các bạn đã hỏi người khác các bạn đang hỏi người khác đấy, các bạn nhớ như thế nhé rồi chúng ta sẽ ôn lại một cái từ mà chúng ta học trong bài hôm qua đó là từ they đúng không đây à, ta hôm qua chúng ta học về một cặp vợ chồng và ta hỏi hỏi à, cặp vợ chồng đó là họ đúng không là dây là dây thì từ dây sở hữu của từ dây là của họ đấy là từ there there của họ là there chúng ta có ai thì uh, sở hữu của ai là của tôi đấy ta có ai là tôi sở hữu của tôi là mai mai là của tôi đúng không uh, ta có you ta có you là bạn uh, đúng không? sở hữu của bạn là your đúng không thì có, có my job và your job này vậy như he là anh ấy he là anh ấy thì của anh ấy là his đúng không của anh ấy là his thì ta gọi là his job đúng không his job là của anh ấy là cái là nghề nghiệp anh ấy là cái gì tương tự là có she ta có she <laughs> ta có she thì she là cô ấy thì her à, <laughs> thì her sẽ là của cô ấy đúng mà của cô ấy là her thì ta gọi là what her job và hôm nay ta sẽ có từ they từ they là họ và của họ sẽ là từ their ở là của họ các à, bạn nhớ như vậy nhé à, là của họ thì ta muốn hỏi là nghề nghiệp của họ là gì ta sẽ gọi what are your job what are their job your job yeah. gạt <laughs> a thì các bạn sẽ thấy là u thì đi với a à, đúng không u đi với a à. các bạn sẽ thấy là u thì đi với a à. và khi tôi hỏi nó what is your job chứ tôi không hỏi là what are your job tôi chỉ hỏi là what is your job nhưng mà tại sao khi sang đây thì tôi lại hỏi nó what are what are your job rồi dây thì đi với à, các bạn biết là dây cũng đi với a à, đúng không các bạn biết là dây cũng đi với A à. Nhưng you nó cũng đi với A à, đúng không Dây đi với A à và you đi với A à. Thì các bạn sẽ hỏi là tại sao là Dây đi với A à, You đi với A à. nhưng khi tôi hỏi your job Thì tôi lại hỏi là what is your job Tôi không gọi là what are your job à, Còn cái dây khi chuyển sang the job Thì lại gọi là what are your job à, Tại sao không gọi là what a your job Hay là what is your job <laughs> Hay là what is your job Đúng không? Không, gọi là, không gọi là what is your job tại sao không có nó easy thôi đấy thì uh, các bạn sẽ cảm thấy bị nổ não bởi vì cái bài này nó hơi nít thức một tí một tí nhưng mà các bạn cứ học thuộc thì các bạn sẽ hiểu được rồi các học thuộc thì các bạn sẽ hiểu được nha dây đi với a a đi với J và z của họ cũng đi với của họ cũng đi với với a bởi vì tại sao dây đi với a và z cũng đi với a còn dựa còn diu đi với a nhưng do thì lại đi với I bởi vì sao bởi vì bởi vì you là bạn là you là bạn và you dùng được cho là một người và cho nhiều người đúng không một người cho nhiều người nên you đi với a nhưng khi chúng ta hỏi là what is your job what is your job thì cái từ your job cái từ your job cái từ your job thì thì trong trường hợp này từ your job là của bạn ấy nghề của bạn nó chỉ là một chỉ một người thôi các bạn hiểu chỉ là một người mà thôi cho nên là nó phải dùng is và từ yeah là của họ đổi từ từ dây sang mà từ j yeah là của họ thì cái của họ là nhiều người là nhiều người cho nên phải đi với a a là đi với nhiều người còn is là đi với ít người tức là đi với một người đấy a đi với nhiều người và is đi với một người cho nên là are you nhưng mà is your job còn are jay jay A nhưng lại what are you job À, các bạn nhớ như vậy nói thì các bạn nó sẽ có hiểu nhưng các bạn cứ học được đi à, và ghi chép nó lại thì bài sau và chúng ta sẽ học cái bài tổng hợp thì các bạn sẽ hiểu thôi cái phần tu bi này là cái phần uh, khó nhất và khó nhất trong tất cả các phần của tiếng anh ấy sau này các bạn sẽ học các thì khác các bạn thấy nó có thôi nhưng mà cái phần này là phần khó nhất bởi vì nó là phần đầu tiên và nó phần rắc rối nhất nặng nhằng nhất bởi vì nó có ba cái tu bi và sau này tu bi nó sẽ biến thể nhiều biến tướng nhiều nhiều cái Đấy, các bạn sẽ hiểu được thì cái bài này nó không muốn các bạn bị đau đầu quá các bạn cứ ghi chép lại nhé Có cái gì mà các bạn cảm thấy khó quá để nhắn tin cho lộc nhé à, các bạn đừng gọi điện thoại nhé gọi điện thoại thì đừng gọi điện thoại vì gọi điện thoại có nhiều khi nó không bắt máy được hoặc có nhiều khi mà lộc cảm thấy um, hoặc là có nhiều khi mà lộc đang ngủ đấy các bạn gọi điện nó không không muốn trả lời câu hỏi của các bạn đâu các bạn nên comment hoặc là gửi tin nhắn vào facebook nhé thì lộc sẽ chủ động trả lời sau khi mà lộc tinh thần thoải mái nhất đấy các bạn thông cảm với lộc nhé đấy thì uh, cái bài này mình sẽ kết thúc ở đây và mình xin uh, chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé và xin uh, cảm ơn các bạn đã xem video này xin chào và hẹn gặp lại. đấy thì các bạn cố gắng ghi chép lại nhé ghi chép bạn các bạn cứ chép này các bạn sẽ thấy hiểu thôi. À, phủ định những cái thì chúng ta thêm nốt vào đằng sau đấy, phủ định thêm nốt vào đằng sau đấy, chúng ta sẽ hiểu thôi. Yeah. phủ định thêm nốt vào sau cái tubi thì ta sẽ có phủ định của Tobi thế thôi. Còn các bạn nhớ chép uh, lại những cái này là các bạn sẽ hiểu. đầu tiên là các bạn hiểu nhé. Còn cái gì thì các bạn cứ uh, inbox nhé Và các bạn hãy xem bài sau, chờ đợi bài sau nhé Bài sau sẽ là bài tuyệt vời. Bài sau sẽ là bài tổng hợp tất cả những gì mà chúng ta học uh, từ trước đến nay uh, về cái phần 2B này, về phần 2B này và uh, nó sẽ là bài giúp các bạn so sánh và dễ hiểu nhất.